người không biết ăn cay. Nhặt hết ớt ra, đổ chút đường lên. Sao vẫn cay thế nhỉ? Người biết ăn cay, ít ớt thế. Một miếng xúc xích kèm một miếng ớt cũng được đấy, người nghiện ăn cay. Thả ớt khô và ớt tươi, đổ thêm sa tế nữa. Cay cay ngon ngon. Ngon đến miếng cuối cùng. Thịt hổ cay cô gọi. Này, lấy một chai nước cam. Dài dài sần sật. Cay cay ngon ngon. Ngon không dứt miệng. Nước cam ép đây. Cảm ơn. Còn đây là tiền thừa. Này, bo luôn cho anh đấy. Ba em kìa. Ba em đi chưa? Đi qua rồi. May ghê, bỏ thuốc mê à? Có cách rồi, ăn kẹo Nama này anh. Được thôi. Đậm vị sô-cô-la. Ngon ngọt dẻo thơm. Uống nước nha. Cảm ơn em. Nước này, uống ngon không? Nước này hả? Ngon lắm, cho thêm viên xê sủi, em thử đi. Thôi em không có khát, xấu hổ quá đi. Hôm nay sẽ trả thù tham ăn, đổ đầy ớt bột lên, ăn bim bim mực này. Cảm ơn chị nhiều, bim bim mực cay, ăn là mê say. Cứ chờ đi. Cay cay ngon ngon. Kỳ vậy ta. Đậm đà mỹ vị. Em không cay à? Ăn ngon lắm. Trả cho chị mau. Tôi cay quá. Muốn thi ăn trúng thưởng không? Có chứ. Ăn các món cay này. Được thôi. Que cay thật ngon. Sợi cay đậm đà. Thịt cay thấm vị. Cay cay ngon ngon. Tôi cay quá. Cho hết vào mồm. Tôi ăn xong. Nhanh quá vậy. Đây là phần thưởng. Sao ít thế? Còn đây là của em. Bắt đầu quay, mím chặt môi, nhấc que cay lên, thấp xuống chút, bắt đầu ăn. Đến bên này, ăn nào. Nhai chậm thôi. Nhìn nhau cười. Nuốt nhanh nào. Ổn rồi. Ôi cay quá. Xin chào. Tới ứng tuyển hả? Đúng vậy. Ăn thử tôi xem. Được ạ. Rau quả sấy khô. Giòn tan đã mồm. Bùi bùi thơm thơm. Ngon không dứt miệng. Tôi ăn xong rồi. Bạn đã được tuyển. Thèm chân gà quá. Bạn trai em tới kìa. Vậy hả? Đúng đón thôi. Ăn bụng nào. Chân gà ủ cay, ăn là mê ngay. Sao không có ai? Cay cay ngon ngon. Không ổn, chân gà của mình. Nhanh lên nào. Dai dai sần sật. Ngon không dứt miệng. Tha mạng ăn ngon không?